Do the doctor, do the doctor. So don't worry about that. No, I'm not worried. I want you to know that the Mrs. Ang. Hello, Mrs. Ang. See the chief of the Anetazi Theatre. Okay. My mother's also was chief of theatre as well. Mm-hmm. And then she actually ran the hospital as a matron. So she was in medicine for many years as a nurse as well. I have great respect. Dr. Ang, we do the spinal anesthesia for you. Okay. Mình có giới thiệu là bác sĩ Ân là trưởng khoa người mê ở đây và bác sĩ Ân đó là sẽ chích tê tủy sống cho nó và nó vẫn hiểu tại vì nó mổ này một khớp hai khớp này mổ cổ chân này. I really would just rather go to sleep because I think I need the sleep because I've had 3 nights of no sleep. Yep, yep. Okay, thank you. Nó rất muốn là ngủ trong lúc mổ. Gây nặng luôn rồi. Có nghĩa là chân của ông ấy là các bạn là hai bên đều là cái bát này hết này. Bằng cái này là bằng giả nha chứ không phải là thật nha. Này này, ta bắt vít lên trên đây này. Bắt vít lên. Rồi là bên thứ hai một bên thì bị gãy xong là toát cái xương ra, tóc đôi ra. Bây giờ mình phải thay cái này này. Thay cái này cho nó dài xuống dưới đây, sau đó chỗ này mình mới bó lại. Xong bắt đầu ở một thời gian bắt đầu nó mới liền lại thì lúc đó thì mới tập đi tập đứng được. Cái này là cũng bị nặng và cũng như khả năng là sẽ mất nhiều thời gian lắm. Chị không nó kêu không nó rất là tin tưởng ở đây. Hỏi cái gì nói cứ cố lên wait. cố lên cố lên ready to go, let's go for it, let's do this. Mới là có sức khỏe là được thôi. Okay. Mến chào quý vị cũng như tất cả các bạn, hôm nay thì mình đang có mặt tại bệnh viện ngoại khoa chấn thương chỉnh hình STO Phương Đông. Thì hôm nay á là mình tới đây để mình đồng hành cũng như là cái ngày mổ của ông Tây mà mình có chia sẻ đến mọi người là cái ông Tây bị gãy chân mà nằm ở ngoài hiên nhà 2 ngày đấy các bạn. Thì do cái tình hình sức khỏe của ông ấy thì đã 2-3 ngày nay á đã được bên bệnh viện hồi sức cũng như cho tầm bổ để hôm nay là 10:30 là bắt đầu tiến hành để mổ các bạn. Thì như cái tình hình của ông Tây các bạn thì giờ khi mà vào bệnh viện được chụp hình X quang thì mình nhìn thấy á, thì hoặc là bên bác sĩ nói á, thì là do cái chân của ông nó là ngày trước có gắn một cái khớp giả các bạn, mà trong khi đó thì ông ấy bị té cầu thang cho nên là cái khớp giả đó bây giờ nó đã văng ra và nó gãy thêm một miếng xương nữa. Thì hôm nay là buộc lòng là phải phẫu thuật cho ông để sửa lại cái chân cũng như thay một cái khớp khác các bạn. Thì như bác sĩ có nói với mình á, thì cái khớp của ông là do cái khớp ngắn cho nên bây giờ để phẫu thuật cho ông thì phải thay một cái khớp dài hơn để cho nó cố định. Và cái ca phẫu thuật này là một cái ca phẫu thuật lớn nha các bạn, chứ không phải là một ca phẫu thuật đơn giản. Thì phải truyền máu và nó có yếu tố là người nước ngoài. Thì bệnh viện đã có nói với ông đó là liên hệ với bên đại sứ quán để mổ. Nhưng mà không biết là ông đã liên hệ được chưa, nhưng ông đã tự ký giấy quyết định. Bởi vì cái bệnh này nếu bị gãy chân, gãy xương các bạn, mà trong khi đó mà để lâu quá không có điều trị thì cái bệnh nó sẽ nặng cũng như là nó sẽ bị hoại tử các bạn, cho nên là cũng khá là nguy hiểm. Thì hôm nay mình tới đây để mình thứ nhất là có giúp đỡ ông được cái gì hay không, và mình cũng đồng hành cùng ông trong phòng mổ luôn các bạn. Thì mình cũng được xin phép bên bệnh viện được vào trong để đồng hành cùng ông. Thì như các bạn nhìn thấy thì trên cái hình này này, cái xương chân của ông nó bị gãy và cái khớp của ông là khớp giả nha các bạn. Và bây giờ nó gãy thì bây giờ mình phải thay một cái khớp giả khác và nó phải dài hơn cái khớp cũ để cho nó qua cái đoạn bị gãy. Khi mà nó qua được cái đoạn bị gãy thì bắt đầu là cái đoạn xương gãy đó phải cột lại hoặc là bắt vít lại để cho nó cố định lại thì cái chân ông thì may ra mới cứu được. Nếu mà để lâu thì nó sẽ không ổn và nó sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe rất chi là nhiều. Thì mấy ngày nay thì đã phục hồi sức khỏe cho ông cũng như truyền nước cho ông, thì hôm nay đủ điều kiện để mổ thì ông đã ký giấy xong rồi. Thì bây giờ mình sẽ vô đây để quay lại quá trình giới thiệu đến mọi người nhé. Và trong không biết là ông có liên hệ với bên đại sứ quán hay không, và cái chi phí mổ thì hiện tại bây giờ vẫn là chưa có các bạn. Thì nếu như các bạn thấy cái video này và các bạn cảm thấy muốn giúp ông thì có thể liên hệ với mình để giúp cho ông qua được cái có tiền để phẫu thuật và qua được cái giai đoạn khó khăn này. Bởi vì ông là người nước ngoài, trong khi đó thì ông lại sống ở Việt Nam một mình, không người thân, không có người nhà, thì cái cuộc sống nó vô cùng vất vả, khó khăn. Để mà không có ai hỗ trợ ông các bạn, mấy ngày nay ở trong bệnh viện thì mình phải nhờ bên bệnh viện, nhờ các cô y tá để giúp ông về cái phần ăn uống hay là ví dụ như chăm sóc sức khỏe đấy các bạn. Thì phải nhờ bên bệnh viện hết tất cả các bạn.
Thì cũng may là mình có nhờ bên chỗ bác sĩ Tố đây đưa ông vào trong đây để điều trị, chứ không thì không biết là sẽ tình trạng của ông sẽ đến bao sẽ như thế nào. Thì bây giờ mình không để các bạn chờ lâu nữa, thì bây giờ mình sẽ đi vô để cùng với bên bệnh viện phẫu thuật cho ông. Ca phẫu thuật này là cực kỳ lớn, như các bạn phải truyền máu, phải là nói chung là mình chỉ biết là nó là một ca phẫu thuật lớn thôi, chứ còn nó lớn đến cỡ nào thì mình không biết. Bởi vì những cái ca đơn giản thì mổ nó nhanh, nhưng mà ca này thì khả năng là sẽ mổ cũng khá là lâu các bạn. Và bây giờ mình sẽ cùng các bạn đi vô ha. Bây giờ mình đi lên lầu 4 các bạn, chỗ ông người Tây đang nằm trên lầu 4. Lầu 4. Cho mình lên lầu 4 cái. Dạ dạ. Bây giờ là mình vô đây để chuẩn bị đưa ông về Tây đi lên phòng mổ các bạn. Hello. Chị gì nói được anh gì? How are you? Yeah. I see it was on YouTube. Lên phòng mổ. And also on Mr. Tiến. And it's got like 20,000 hits. Wow. What right now? YouTube. Đưa lên nè. Cái chân. Xuống lên. Yeah. Khỏe không? Gãy cái chân. Look at this one. Knee. Broken knee. Chưa nói được, nói tiếng Anh được. Bị gãy nguyên cái chân này. The inside is broken here. And the hip is out. Mổ. Tại mà ông nằm ông chịu 2 ngày. Thôi cho lên luôn hả? Em kêu báo rồi cho lên. À đây là thùng máu à, để em xách nha. Phải truyền máu. While I'm in the operation, just keep it safe. Ông ấy nói gì vậy bác? They posted this on the internet. Sorry. They posted this on YouTube. Mhm. Ông là giúp đỡ cho nó đó. Dạ dạ đúng rồi. Ok. Dạ ok. Bảo cứ bác nói dùng là cứ lo điều trị cho sức khỏe tốt đi, không phải lo gì hết. Đúng là tôi có nói ông cái đó trước rồi. Dạ. Mặc cứ dù ông không phải nói gì, tôi vẫn nói câu nói trước. Dạ dạ. Tay tôi vẫn chịu trách nhiệm. Cứ thoải mái đi. He said that you just relax. Okay, well, don't worry, I'm pretty good. Yeah, yeah. I'm not scared of operation. We on try to do everything. Try on the best for you. Thank you very much. Thanks a lot. Có ông bộ khỏe là được rồi. Bây giờ chuẩn bị đưa vô phòng mổ. Mình vô đường này luôn hả bác? Tổ khám sơ à? Có người đỡ không? Dạ, không có té đó. Cái này để mình cầm cho đây. Thấy lột áo rồi, hãy cho ổng lên hả thấy. Yeah, thank you.
I can't lift my leg. Ông kêu dở cái đùi, ông lên chưa. Dạ, dạ, từ từ, để có người, có thêm người á. Cô giữ giữ dùng cái chân. Chờ xíu. Tôi nói cho thay áo bả ổn chứ, cho người đi. Thôi, thôi. Ừ, cởi áo ra cho chị ngồi đi. Mình cầm dù bông hai cái này. Đang rất đau á. Cứ để ngồi vậy. Hai áo ba chiếc lồng áo. So what do you really put on? Get dressed in. Okay. Switch it off. Just while I'm getting changed. Okay. It's not working. No, it's not. No, this is not working. Chảy nước à? Cái gì ông nói gì? Will you put it up? It's not dropping. No. No, this. Cái này. Ông bị té cầu thang đúng không? Ông là giáo viên tiếng Anh. Ông thuê vào căn nhà mấy tầng đó, ở bên kia kìa. Nhưng mà có nghĩa là ở chung với nhiều người nhưng mà giờ họ về hết rồi. Xong bắt đầu là ông ấy lên xuống sao ông bị té cái nó bị văng cái khớp cũ ra ngoài luôn. Trong người ông là hai khớp giả luôn. Hai khớp giả hai bên luôn nhỉ. Nhấc dùng ông cái chân lên, nhấc dùng cái chân lên trên đây. Bởi vì đi cầu thang nó khó là. Okay. Cô đẩy dùm cho con cái. Lift it up. Up. Bao lắm ạ. Up. Cô đỡ dùm. Rồi. Bao lắm ạ. Gãy xương mà chứ đâu phải được gãy ấy. Đau lắm. Mấy ngày này mà ông chịu được là ông mới giỏi ấy. Đúng rồi, đây là 3 ngày. Ok. Rồi sao em biết mà em lấy gì? Dạ, bên người dân bên đó không gọi điện, không ai giúp kìa. Em mặc cái áo vô. Dạ, vâng, cho em mượn cái áo. Chị có tiền hả? Dạ. Chị có tiền thì lấy dạ. Không biết là có chồng con, có vợ, còn nghe nói là không, ông này không có vợ. Ông ấy ở bên nước ngoài luôn, ông không có vợ. Ở đây, về qua đây, ông cũng không quen với bà nào luôn. Dạ. Chắc cũng có quen. Có bạn bè, nhưng bạn bè bây giờ nó về hết. Có cái mũ không? Cho con xin cái mũ được. Cho cái mũ liền. Chắc chắn cũng có quen với đàn bà chứ, nhưng mà sợ thấy gì bỏ cái công chuyện của ta. Này cái này bỏ thôi. Bệnh gì đâu, bỏ rồi. Bác Hương cũng bỏ chắc Hương thôi. Dạ, đấy. Nếu mà thiếu thì cũng nhờ bên bệnh viện lo phụ. Cho con gửi đôi giày đây. Rồi, sửa tay rồi chưa? Cái đó áo của ông á. Cho con gửi đấy, tí người ta lấy. Thầy con cảm ơn nha. Phòng này ha. Từ từ. Tí nó có người đỡ lên, Hai cái khớp giả hai bên luôn. Dạ. Nhưng mà gãy một bên thôi. Dạ. Mà ổng đi lên đi xuống hay đi cầu thang? Có nghĩa là bình thường là ông vẫn đi được đi. Nhưng mà cái khớp của ông là lâu lâu nó bị trật ra. Nhưng lần này nó bị nặng. Là nó trật ra. Lẽ là mướn nhà ở phía dưới đi, mướn trên lầu đó đi. Này này, phim của ông. Đó, nó tụt ra ngoài luôn rồi. Gãy luôn rồi. Với ổng nặng nữa. Té cái nó văng ra luôn mà. Mới cả cái xương này thì nó không đỡ được cái cơ thể ông ấy sợ. Ông ấy nặng quá. Eo ơi, nó tét ra kìa. Nó tét gãy rồi. Chân chỗ này là nó gãy. Giờ phải thay cái này cho nó dài xuống dưới đây. Nó cột lại đúng không bác? Yeah, it's terrible. Chân. Yeah. See, it's also dislocated, eh? Gãy. Yeah, but also the ball has come out as well. Yeah. Oh my goodness.
You show the world there. Gãy phải ông nằm ở ngoài đường, nằm ở ngoài hiên. Té cầu thang bác. Đây không còn cái cầu thang nữa. Now you know why pain, sore, pain. Pain. Cầu thang bằng xi măng là từ cái. Cầu thang xi măng á. Lên nhà tầng đó các bác. Đó lẽ ổng ở nhà thấp chứ ông ở nhà tầng diễn đi xuống nữa. Dạ. Ta thay hai cốt hai năm cũng hay được nhưng cô đi cùng về tại cùng về với này là trước là ông Bướn căn nhà 3 tầng là 4-5 người ở, là giáo viên tiếng Anh nhé, dạy bên quận Bình Tân đó. Xong bây giờ mấy người bạn đã về rồi. Xong bây giờ ông ở có mình thôi. Có mình đi mà mình hai chân còn lành lặn, mình đi cầu thang còn sợ té. Dạ dạ. Có cái nó trở. But there's a story. The story is my boss didn't help me. Lên xuống. She made me stay there. She didn't come and help me. And everybody's angry about that. Té nặng thay nguyên bên. Cứ bình tĩnh. Yeah, all the time. Không phải lo gì hết. I couldn't sleep. I only could sleep on my back. I couldn't turn. So my back was getting sore. Every time I moved, I woke up, it was like pain just shooting in my body. Dạ. Dạ, bởi vì ông không có thân nhân ở đây. Dạ, dạ. Nhiều khi học trò cũng chưa biết bây giờ dịch ra, cho nên không ai đi được. Dạ, đúng rồi. Thì hôm qua hôm kia thì cũng có một số các đồng nghiệp cũng có gọi điện cho con. Thì cũng muốn lên, giờ chắc đang dịch. Lòi xương ra. You can see this like a dent. Feel. Give me a hand. Chỗ này giòn không? À, có nghĩa là thấy cái xương luôn này rồi. Chỗ này là thấy cái xương luôn này. Nó tét ra. Nó tét ra, xong bắt đầu nó đổi lên. Nó đổi lên. Gãy nặng luôn này. Có nghĩa là chân của ông ấy là các bạn là hai bên đều là cái bát này hết này, bằng cái này là bằng giả nha, chứ không phải là thật nha. Cái này này đang bắt vít lên trên đây này, bắt vít lên rồi là bên thứ hai một bên thì bị gãy, xong là toát cái xương ra, tóc đôi ra. Bây giờ mình phải thay cái này này, thay cái này cho nó dài xuống dưới đây, sau đó chỗ này mình mới bó lại, xong bắt đầu ở một thời gian bắt đầu nó mới liền lại, thì lúc đó thì mới tập đi tập đứng được. Cái này là cũng bị nặng và cũng như khả năng là sẽ mất nhiều thời gian lắm. Hai bên đều là này mà ông nằm mà chịu đựng 2 ngày trời ở ngoài đường. Nằm 2 ngày ở ngoài đường. Dạ dạ. Xong bắt đầu lên trên đây thêm 3 ngày nữa, 2 ngày nữa. Dạ. Bác cho con hỏi thăm là ví dụ như mình có thể ở bệnh viện mình có dịch vụ mà giống như có người chăm sóc bệnh nhân không? Có. Dạ. Ví dụ nhờ mấy chị giúp được có gì mình trả tiền cho mấy chị. Dạ. Yeah. 10:30. 10:44. Nói mình không hiểu. Phải có bác sĩ. Bác Nguyên thì bác sĩ. Dạ. Này là nằm bệnh viện hơi lâu rồi. Này làm sao chắc phải nhờ bên điều dưỡng á, chăm sóc giùm ông. Anh Tiến thực hiện ca này hơi căng đấy. Dạ, ca này hơi căng đấy. Ca này là ca nhiều tiền này. Ca này nặng lắm, không phải giỡn. Ca này bình thường là phải... Ca này phải nhờ cộng đồng mạng lên tiếng giùm hoặc là ủng hộ chứ không là căng lắm. Đúng rồi. Ca này nghe nói là phải trên 5 triệu mới đủ. Bình thường là trên 5 triệu ca này là làm lại này. Đúng rồi, làm lại á. Thà nhưng mà làm ngay từ đầu ấy, nó rẻ. Vừa mai ông đây còn làm dạy rồi ai chăm sóc không? Dạ dạ. Cái này chắc là phải thuê bên. Không, ví dụ cái giả như xuất viện nằm cả tháng trời mới đi được rồi ai chăm sóc. Dạ dạ. Hả? Cũng thế mà trời dài đó nghe.
Dạ. Ca này là cái truyền máu các bạn. Với ca này là ca gọi là đại phẫu chứ không phải là tiểu phẫu nữa này. Ca này chắc phải mổ mấy tiếng đồng hồ. Cái này là mình thực sự là nếu như mà ông ấy mà không liên hệ được bên đại sứ quán là không có ai lo bên với viện phí, thì thực sự cái ca này khá là nặng các bạn, ca này khá nhiều tiền. Cho nên là nếu như mọi người xem được cái clip này, nếu như ai muốn giúp đỡ hay ủng hộ cho ông để vượt qua cái thời gian khó khăn này, thì mọi người có thể liên hệ với mình. Và mình nói chung là cũng bây giờ ông không có người thân ở đây, cũng như không có bất kỳ một ai đến đây để chăm sóc, cho nên buộc lòng những cái ví dụ như thế là chăm. Equipment for us to do for you. Okay. You see? That is no problem. Yeah. I had a terrible night last night. Because I couldn't turn around, I was in pain. Yeah. But there's two other guys in the room. Yeah. These other guys had his hip, I think he had an accident. Yeah. And he snores. And he's so loud, he frightens me. Because he eventually, like, he stops, he goes, and then you don't hear anything, and all of a sudden you hear so the whole night was like, whoa, what's going on? Nó nằm bên cạnh một cái tay đó nên là the other guy, cái thằng kia nó ngủ quá, lâu lâu cái nữa nó vui, nó ngột thở nên nó rất là sợ, đúng không? And the other guy likes to watch movies on his phone until yeah, like 1-2 o'clock in the morning. But he has it on full volume, we're trying to sleep. So eventually I said, please turn it down. So he turns it down, but he goes up again. Eventually puts the phone away. He turns over, goes to sleep, doesn't switch the lights on or anything, you know, it's like, I can't get out of bed to go and switch them off, I can't do these things. But anyway, I was not angry last night, I was just frustrated because I couldn't, you know, do anything. But, so it was a hell of a night. Nên là cả một đêm qua rất là khó ngủ, bởi vì cái người bên cạnh cái thằng bệnh nhân thì ngáy, thằng kia thì cứ ngồi bấm điện thoại, cứ 1-2 giờ sáng á. But I don't understand why he didn't get tired, because he went the whole night from like 9 o'clock until 6 o'clock this morning, just went. Look, hour after hour, he just kept snoring. I don't know, maybe because he's on his back, because he injured his hip, so he's sleeping on his back, maybe that is the reason, so he couldn't roll over. I can't judge, but anyway, but sure. I've never heard some. I've been in boarding school. I've been to the army. I know how people snore, but not like that. Sure, it's loud. So you do many time operation in the past. Just these two I ankles, yeah, and so, the two hips. Yeah, and I had my shoulder reconstructed. Yeah. Now we will try to do the spinal anesthesia. You know about that? Yes, yeah. Yeah. I know you've got to put this, I've had this, put it into the back of my spine while I sit on the bed. Yep. And then I lie down. Put a tete-tete in your spine. And then I lie down after that, yeah. Will I be asleep during this operation? If you want. Please, because the last one, they did my ankle, they were talking to me while they were doing it. Yeah. It was freaking me out. So then it's like, hey, aren't you supposed to be doing your job? He's talking rugby, well, I could hear the sawing going on and... Yep. Please, I'd rather sleep. We will give you some sedative. Please, I'd rather go to sleep. So it's easy for you to sleep. But you could have to put me to sleep if you're going to work on the bone anyway, so... Sorry? When you work on the bone, yeah, you're going to have to put me to sleep anyway, right? Oh, no, because epidural would work, yeah. Epidural is the back. Yeah. Yeah, okay. Do the doctor. So don't worry about that. No, I'm not worried. I want you to know that the Mrs. Ang. Hello, Mrs. Ang. See the chief of the anesthesia theater. Okay. My mother's also was chief of theater as well. Mm-hmm. And then she actually ran the hospital as a matron. So she was in medicine for many years as a nurse as well. I have great respect. Dr. Ang will do the spinal anesthesia for you. Okay.
Mình có giới thiệu là bác sĩ Ân là trưởng khoa chắc là gây mê ở đây. Và bác sĩ Ân đó là sẽ chích tê tủy sống cho nó. Dạ, là nó vẫn hiểu, tại vì nó mổ này một khớp, hai khớp này, mổ cổ chân này. I really would just rather go to sleep because I think I need the sleep because I've had 3 nights of no sleep. Yep, yep. Okay, thank you. Nó rất muốn là ngủ trong lúc mổ. Okay. I like your microphone. Looks like a sitting brush, yeah. Okay, just relax. Well, I'm relaxed, I trust you, don't worry. 100%. Not worried about you, though. I just want to get rid of this pain. Bác cho con hỏi thăm một chút về cái ca bệnh này vậy bác. Cái ca bệnh này về cái tình hình mổ ca bệnh này là nó như thế nào? Mình có thể mình quay lên phim đây nè để mình biết. Anh đây là trước đây là anh bị trước đây đã từng thay cái khớp háng của hai bên rồi. Dạ. Và cái khớp háng đây cũng có vấn đề. Thì ảnh kể là 2 lần bị chặt cái khớp háng ra. Dạ. Nhưng mà rất là dễ dàng, người khác kéo là nó vô lại liền. Dạ. Đó, thì lần đây ảnh gãy, ảnh bị té, ảnh bị trượt chân, ảnh té. Thì trong lúc mình gượng lại, mình xoay cái đùi thì nó vặn ra và nó bể cả cái xương đùi luôn. À. Nó nên thành ra không còn là cái đơn giản là cái trật nữa, mà cái chính là bây giờ cái vấn đề là cái gãy xương đùi. Dạ. Bây giờ mình phải làm sao cố định cái xương đùi đó cho tốt. Dạ. Và có thể sẽ điều chỉnh lại cái khớp đây. Yeah. Để cho nó fit với cái xương đùi. Yeah. Thì hy vọng sau cái phẫu thuật mà tốt đó, thì một ngày sau anh có thể là anh chống nạn, anh đi trở lại được. À, một ngày sau thôi. Yeah. Mình có nói là một ngày nhưng mà có thể là từ 1 đến 3 ngày. Dạ, yeah, dạ. Yeah. Chứ một cái cuộc mổ mà mổ lớn như thế này thì mình không có nói một ngày. Cái này mổ thường là hết khoảng mấy tiếng bác? Cái này khoảng chừng 2 tiếng đến 3 tiếng rồi thôi. 2 đến 3 tiếng. Vậy là bây giờ là mình phải thay cái này rồi bác? Cái dụng cụ đây mình sẽ tháo ra. Dạ. Và tùy theo cái diễn biến sau khi mình kết hợp xương trở lại. Dạ. Nhiều khi cái dụng cụ đây nó phá vỡ cái xương. Dạ. Trong lúc mà nó bị xoay. Dạ. Và nó làm lỏng ở đây thì dạ, bắt buộc mình phải thay cái cỡ lớn hơn. Lại hơn. Và đối với một bệnh nhân gãy xương như vậy, tức là vị trí gãy như vậy, nếu mình đặt lại thì cái đây nó hoàn toàn nó nằm ở vùng xương gãy thì nó sẽ rất là yếu. Dạ. Đó thì mình đã dự tính mình sẽ thay cái dài hơn xuống tới cái vùng xương lành. Dạ. Để cho nó vững vàng cái khớp này hơn. Dạ, dạ. Còn cái ca này mà để làm cái vô cảm á, yeah, thì sẽ có cái phương án mình chủ động kéo dài thời gian là tê tủy sống và tim mà mình cứng. Yeah. Để nó kéo dài thời gian mà có thể giảm đau trong mổ và sau mổ. Yeah. Trong đổ và sau mổ đều phải giảm đau. Thế là sau mổ là gần như hoàn toàn không đau. Yeah. Bởi vì mình có một cái kỹ thuật là gây tê ở ngoài mặt cứng đó. Yeah. Rồi mình lưu một cái catheter, một cái cây kim dài, cái đường luồng dài cho nó. Yeah. Rồi mình duy trì cái lượng thuốc tê bơm liên yeah, tục qua cái máy bơm điện. Yeah. Để cho bệnh nhân cái tê bệnh nhân vẫn có thể đi lại được. Yeah. Để cho bệnh nhân không đau. Nhưng mà bệnh nhân không đau. Dạ, yeah, dạ. Yeah. Cảm ơn bác. Chứ như các bạn thấy thì cái ca mổ này là ca mổ lớn, ca mổ này cũng khá là nặng đấy, so là nặng và phức tạp. Dạ. Đã chuẩn bị trước là 2 đơn vị máu trước rồi. Dạ, dạ. Là phải truyền máu. Phải truyền máu. Dạ. Tại vì đây là cái mẹ lớn, phải truyền 2 đơn vị máu trước. Dạ, dạ, dạ. Và trong mổ nếu mà quá trình mổ mà mất máu nhiều thì mình phải dự trù thêm. Dạ, dạ, dạ. Và đã chuẩn bị trước 2 bịch máu rồi. Để chuẩn bị truyền máu. Nói gì bác? Live, are you streaming live? Sorry, question for me? Any question for me? No, trust you 100%. Yeah, yeah. Nói nó có hỏi gì không? Nó kêu con nó rất là tin tưởng ở đây rồi. Hỏi cái gì nói. Cứ cố lên, cố lên, cố. What? Cố lên, cố lên. Cố lên, cố lên. Oh, ready to go. Let's go for it. Let's do this. Mình là có sức khỏe là được thôi. Okay. Thì như các bạn thấy thì bác sĩ giải thích ấy, thì cái ca mổ của ông Tây thì cũng khá là nặng và nghiêm trọng. Thì ông Tây có nói là ông tin tưởng vào đội ngũ của y bác sĩ, cho nên là hoàn toàn yên tâm. Thì mình đang động viên ông ấy là cố gắng, chỉ cần biết làm sao có sức khỏe là được. Còn là mọi thứ thì cứ từ từ tính sau. Thì nếu mà
chưa cần phải suy nghĩ về đến ví dụ như thể là những cái kinh phí nào kia thì chưa không cần phải suy nghĩ tới. Khi nào mổ xong cứu người xong rồi bắt đầu mới tính sau các bác. Người nữa rồi mà. Đi thôi. Từ. À, kẹp nách lắm. À, như con lòng có điểm tự, điểm tì. Đau lắm. Quay cái đít được vô. Đau lắm đó. Cho đẩy cái xe ra. À đấy, ngồi. À. Đau lắm, đau từ. Cũng đau lắm á. Cực kỳ đau luôn. Này không có sức khỏe mấy cái này là quỵ luôn. Để cho xe nào. Đi phút. Từ. Đẩy này ra hả? I'll just have a foot on something. Otherwise, it can't hang. It can't hang. Dow. Okay. Nghỉ xíu. Không đang mệt. Để đỡ đỡ cho nằm xuống này. Đau đau cực kỳ đau luôn. Đau lắm á. Oh wait. Cái này mà không đau không được. You can do the injection and then I'll need this here. Because I can't let it hang. I can't hang like this. It's just so sore. Cái chân này là chân gãy rồi, nó xuống rồi nó sưng lên rồi đúng không? This thing is hurting me. It's not working. Thế hỏi là cái. Thế này. Tôi sẽ làm cho không đau. Ngồi mổ à? Không phải, gây tê. À, gây tê. Gây tê xong bắt đầu cho ông thả. Gây tê trước. Can I ask you to come stand over here? Cắm cái... And then... Cái đá lên. Just kind stand next to the knee. Cứ để nguyên vậy đi. Cứ để nguyên vậy. Cái này á? Đó, cái này. Yeah, like okay. They can hold it for me, thank you. À, cứ nguyên xem thế. That's fine. Yeah. Cái chân này tao đang đau này, đang nặng quá, tao đang đau rồi. Để lên vậy. Ready, I'm ready. I understand. My blood pressure is going to be đau high because it's pain. Cái chân này nó đau, nó nặng này.